ơi chúng con lên đường về khắp mọi nơi. Đoàn con sẽ cùng đi theo Chúa, truyền giáo tin mừng cho thế giới. Không từng ước mơ trong đời, dọn vào từng trái tim con người. Tình yêu Chúa trong tin mừng cho thế giới. Không từng ước mơ trong đời, dọn vào từng trái tim con người. Tình yêu Chúa trong
xe đã về đến giáo xứ Hoàng Nguyên của chúng con. Xin ban kèn thổi. Hân hoan đoàn con vui mừng đón Đức Cha, cảm tạ hồng ân của Chúa bao la. Hôm nay đoàn con mừng ngày Cha đã tới, mang Cha dư mới cho đoàn chúng con. Xin tất cả mọi người cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để đào tròn chào đón Đức Tổng Du Xê, vị Cha chung của giáo phận chúng ta. Hân hoan đoàn con vui mừng đón Đức Cha, cảm tạ hồng ân của Chúa bao la. Hôm nay đoàn con mừng ngày Cha đã tới, mang Cha dư mới cho đoàn chúng con. Xin mọi người chúng ta cùng nổ tràng pháo tay thật lớn để chào đón Đức Tổng Du Xê của chúng ta. Chúng con kính chào Đức Tổng Du Xê, chúng con hoan hô Đức Tổng Du Xê, chúng con chúc mừng Đức Tổng Du Xê. Con xin kính mời cộng đoàn chúng ta từng tiến vào trong nhà thờ để cầu nguyện cho Đức Tổng Du Xê. Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô này sinh tình đệ huynh. Xin mời tất cả cộng đoàn chúng ta cùng hát, cùng hát cùng với con. Buồn suối neo bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không kỳ tô, ôi tình yêu sao. Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương. Xin cộng đoàn chúng ta vừa vỗ tay vừa hát để chào mừng Đức Tổng Du Xê. Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô này sinh tình đệ huynh. Xin cộng đoàn nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón vị Cha chung của chúng ta. Giờ đây xin mời cộng đoàn quỳ. Cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên lời cầu nguyện thiết tha, kêu xin Thiên Chúa đoái thương cứu chữa, phù giúp và bảo vệ Đức Tổng Du Xê của chúng ta khỏi mọi lợi dụng và hãm hại của mọi kẻ gian ác, nhất là của ác thần. Chúng ta cùng đọc một kinh lệnh Cha, một kinh tĩnh kính để cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Du Xê. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu cho khỏi sự dữ ác. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép âm vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần xuống hạ sinh
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng chăm sóc đoàn dân Chúa và đã chọn các tông đồ để hướng dẫn chỉ huy. Chúng con xin phó thác cho Chúa người kế nhiệm thánh tông đồ là Đức Tổng Giám mục Giuse mà Chúa đã đặt làm giám mục chúng con. Xin ban cho người thần trí khôn ngoan và mạnh mẽ, thần trí sáng suốt và thánh thiện để người lãnh đạo hội thánh chúng con. Nhờ đó, trong thế gian hôm nay, hội thánh toàn cầu sẽ xuất hiện như dấu chỉ ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Ban. Tôi xin hết lòng cảm ơn sự đón tiếp của cộng đoàn dành cho tôi nhân dịp tôi về thăm và dâng thánh lễ cũng như chủ sự thánh lễ và nghi thức nhận sứ của cha xứ mới. Tôi được gặp gỡ các cháu, các em thiếu nhi thánh thể, các ông, các bà, các bạn trẻ và tất cả mọi người. Điều đó diễn tả một hình ảnh tuyệt vời về giáo hội của chúng ta. Giáo hội gồm mọi thành phần, mọi lứa tuổi, tất cả những ai đã được lĩnh nhận bí tích rửa tội đều thuộc về giáo hội và đều là con cái Chúa. Tôi xin hết lòng cảm ơn và một lần nữa xin trân trọng kính chào. Giờ đây chúng ta cùng chuẩn bị để bước vào thánh lễ. Thôi.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa Cha Quản Hạt, kính thưa Cha Phó Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội và quý cha giáo, kính thưa quý cha, quý thầy Phó Tế, quý sơ, kính thưa quý hội đồng mục vụ giáo xứ của giáo xứ Hoàng Nguyên, giáo xứ Cầu Liêu, giáo xứ Bút Đông và các giáo xứ lân cận, kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Hôm nay trong bầu không khí mát mẻ của mùa thu, chúng ta quy tụ nơi ngôi thánh đường của giáo xứ Hoàng Nguyên để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được bình an. Tôi vui mừng hiện diện giữa cộng đoàn phụng vụ có đông đảo quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và anh chị em. Tất cả chúng ta đều làm nên một giáo hội của Chúa Kitô. Trước hết tôi xin trân trọng kính chào quý cha và tất cả cộng đoàn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cha Phaolô Phạm Văn Mạnh sau khi đã hoàn thành nhiệm kỳ của mình với tư cách là cha xứ của giáo xứ Hoàng Nguyên đã được bề trên địa phận bổ nhiệm đi nhận một nhiệm sở mới. Trong thời gian cha Phaolô ở với chúng ta, mọi người đều biết người làm được rất nhiều những việc tốt đẹp cho giáo xứ. Xây nhà xứ, xây nhà giáo lý, mở rộng khuôn viên. Và đồng thời, cha Phaolô đã góp phần rất tích cực trong việc khôi phục, xây dựng Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, phân khoa triết học tại giáo xứ của chúng ta. Sau khi cha Phaolô được bổ nhiệm đi nhận nhiệm sở mới, chúng tôi đã lo lắng để giáo xứ Hoàng Nguyên có cha xứ. Hôm nay tôi hân hạnh giới thiệu với quý ông bà và anh chị em vị chủ chăn mới của giáo xứ Hoàng Nguyên, kiêm nhiệm giáo xứ Cổ Liêu, một linh mục đã có 23 năm sống ơn gọi và kinh nghiệm trong chức linh mục, đã làm cha xứ ở nhiều nơi và được nhiều mọi người tin cậy và yêu mến. Tôi giới thiệu với cộng đoàn Hoàng Nguyên và Cổ Liêu cha Giuse Mai Xuân Lâm. Chúng ta cùng chào đón người và một tràng pháo tay. Tại Hoàng Nguyên này có nhiều việc đã làm xong nhưng cũng còn nhiều việc dang dở. Tôi hy vọng cha Giuse về đây sẽ tiếp nối những công việc của cha xứ cựu là cha Phaolô để tiếp tục hoàn thành những công việc còn dang dở và đồng thời đưa đời sống đức tin của cộng đoàn giáo xứ Hoàng Nguyên và Cổ Liêu mỗi ngày một thăng tiến, đạt tới tầm mức như Chúa mong muốn và giáo hội luôn luôn giáo huấn dạy dỗ chúng ta. Giờ đây xin mời cộng đoàn lắng nghe cha Quản Hạt tuyên đọc quyết định bổ nhiệm cha xứ Hoàng Nguyên. Mời cộng đoàn chúng ta ngồi. Quyết định về việc tuyên truyền và bổ nhiệm kính gửi cha Giuse Mai Xuân Lâm, chính xứ Bút Đông Vạn Lương. Vì lợi ích thiêng liêng của các tín hữu và nhu cầu của Tổng Giáo phận Hà Nội, chiếu theo giáo luật điều 147 và 156, sau khi bàn hỏi ban tư vấn và những vị hữu trách, nay với quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, tôi quyết định bổ nhiệm cha làm chính xứ giáo xứ Hoàng Nguyên, kiêm nhiệm giáo xứ Cổ Liêu. Bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 9 năm 2024. Khi đi hành sứ vụ, xin cha lưu tâm cách đặc biệt quyền, nghĩa vụ và chức năng cha chính xứ
được quy định tại Điều 515 đến 545 Bộ Giáo luật. Xin cha sớm bàn giao nhiệm sở cũ và nhận bàn giao nhiệm sở mới với quý cha có liên hệ trước sự chứng kiến của quý cha quản hạt. Cảm ơn cha đã nỗ lực trong công việc mục vụ tại giáo xứ Bút Đông, Vạn Lương. Tôi tin rằng với lòng nhiệt thành, cha sẽ hăng say phục vụ giáo hội trong sứ vụ mới. Xin Chúa Kitô mục tử nhân lành qua lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria chúc phúc và giúp cha chu toàn sứ vụ. Hà Nội ngày 5 tháng 9 năm 2024. Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Giuse Vũ Văn Thiên. Cha Giuse thân mến, cùng với quyết định bổ nhiệm cha làm cha xứ của giáo xứ Hoàng Nguyên, tôi trao cho cha chiếc chìa khóa này. Đây không phải là chiếc chìa khóa để đóng cửa nhà thờ và cửa nhà thờ, nhưng chiếc chìa khóa này là biểu tượng trách nhiệm của cha nơi đây. Cùng với chiếc chìa khóa này là tôi trao phó cho cha tất cả anh chị em tín hữu, những người mà cha có bổn phận phục vụ tại giáo xứ Hoàng Nguyên và Cổ Liêu. Cùng với chiếc chìa khóa này, Tổng Giáo phận cũng trao phó cho cha tất cả những anh chị em lương dân đang sống trong khu vực này. Cha có trách nhiệm phải nói về Chúa Giêsu cho họ. Cha cũng có trách nhiệm phải quán xuyến mọi công việc, quản lý về tài chính vật chất và gia nghiệp thiêng liêng bao thế hệ đã để lại cho chúng ta. Tôi vui mừng để nói với cha rằng ở giáo xứ Hoàng Nguyên có rất nhiều điều thuận lợi. Giáo dân truyền thống tốt đẹp, đạo đức và quảng đại. Có Đại chủng viện Thánh Giuse và có sự quan tâm của chính quyền, nhất là chính quyền xã Tri Thủy và chính quyền huyện Phú Xuyên. Vì thế cho nên tôi chắc chắn cha sẽ thành công trong sứ vụ mới. Cha hãy nhận lấy chiếc khóa này như là một gia nghiệp quý báu mà Tổng Giáo phận trao phó cho cha. Giờ đây, cha tân chính sứ sẽ tuyên xưng đức tin. Con xin kính mời quý cha và cộng đoàn đứng. Tôi là Linh Mục Giuse Mai Xuân Lâm. Tôi tin vững vàng và tuyên xưng mọi điều và từng điều trong Kinh Tin Kính, tức là tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Trinh Nữ, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phong-siêu Phi-la-tô. Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Tôi cũng tin vững vàng mọi điều trong lời Thiên Chúa được ghi chép hay truyền tụng,
mà giáo hội bằng phán quyết long trọng hoặc bằng huấn quyền thông thường và phổ quát dạy phải tin như là do Thiên Chúa mặc khải. Tôi cũng chấp nhận và tuân giữ vững chắc mọi điều và từng điều liên hệ tới giáo lý về đức tin hoặc về phong hóa mà giáo hội đã công bố dứt khoát. Ngoài ra, với lòng vâng phục kính tôn của ý chí và trí khôn, tôi gắn bó với những giáo lý do Đức Giáo Hoàng hoặc Giám mục Đoàn đưa ra khi các ngài thi hành huấn quyền đích thực. Cho dù không có ý công bố những giáo lý ấy bằng một hành vi dứt khoát. Hoàng Nguyên, ngày 28 tháng 9 năm 2024, người tuyên xưng Linh Mục Giuse Mai Xuân Lâm. Lời thề trung thành khi thi hành một chức năng nhân danh giáo hội. Tôi là Linh Mục Giuse Mai Xuân Lâm. Khi lãnh nhận chức năng chính sứ Hoàng Nguyên kiêm nhiệm sứ Cổ Liêu, hứa sẽ luôn hiệp thông với giáo hội công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Tôi sẽ chuyên cần và trung tín chu toàn những bổn phận đối với giáo hội toàn cầu cũng như đối với giáo hội địa phương nơi tôi được kêu gọi đến phục vụ theo như luật dạy. Khi thi hành chức năng đã được trao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi sẽ giữ gìn nguyên vẹn, trung thành, truyền đạt và làm sáng tỏ kho tàng đức tin. Thế nên, tôi sẽ tránh xa mọi học thuyết ngược lại kho tàng này. Tôi sẽ tuân theo và cổ võ kỷ luật chung của cả giáo hội, cũng như tuân giữ mọi điều luật của giáo hội, đặc biệt những luật trong bộ giáo luật. Với đức vâng phục Kitô giáo, tôi sẽ tuân theo điều mà các giám mục công bố với tư cách là tiến sĩ chính thức và thầy dạy đức tin, hoặc điều mà các ngài quy định với tư cách là giám quản của giáo hội, để hoạt động tông đồ, thi hành nhân danh giáo hội và do giáo hội ủy nhiệm được thực hiện trong sự hiệp thông của chính giáo hội. Xin Thiên Chúa cũng như các sách tin mừng của Thiên Chúa mà tay tôi đang chạm tới giúp đỡ tôi. Hoàng Nguyên, ngày 28 tháng 9 năm 2024, người tuyên xưng Linh Mục Giuse Mai Xuân Lâm. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thiên, bình an dưới thiên cho người tin tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc mừng Chúa, chúng con lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa.
lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã gửi ánh sáng thật đến cho thế gian, khi ban cho thế gian chính con một Chúa, xin đổ tràn thần khí Chúa trên khắp cõi địa cầu. Chính người gieo bái hạt giống chân lý trong tâm khảm con người, giúp con người sẵn sàng đón nhận đức tin. Xin cho hạt giống thần khí đã gieo vãi sớm nảy mầm và sinh hoa kết quả. Bây giờ hết thảy mọi người được tái sinh trong cùng một đức tin, sẽ nhờ Đức Kitô mà thành một dân mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đây là điều mà ông Isaiah, con ông Amốc, đã được thấy về Giuđa và Giê-ru-sa-lem. Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các lon cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, lước lước dập dìu kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ. Vì từ Si-on thánh luật ban xuống, từ Rê-ru-sa-lem lời Đức Chúa phán truyền: Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cầy, rèn giáo mác nên liềm lên hái. Dân này lước lọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường. Đó là lời Chúa. Khen mừng Thiên Chúa chi nhân.
Chúa hiền trì ngàn dân kinh thờ. Bài trích sách công vụ tông đồ. Đức Giêsu dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các tông đồ thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các tông với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, điều mà anh em đã nghe thấy Thầy nói, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bấy giờ, người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng, thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp, anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất. Đó là lời Chúa. Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy, 11 môn đệ đi về Galilea, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thở lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng, mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Xin mời cộng đoàn tiếp tục đứng.
Kính thưa anh chị em, trong Kinh Tin Kính là nền tảng đức tin của Giáo hội Kitô giáo. Khi nói về Giáo hội, chúng ta tuyên xưng: tôi tin Giáo hội duy nhất, Thánh Thiền, Công giáo và Tông truyền. Duy nhất, Thánh Thiền, Công giáo và Tông truyền, đây là bốn đặc tính của Giáo hội. Nếu thiếu một trong bốn đặc tính này thì Giáo hội không còn phải là Giáo hội của Chúa Kitô. Vì thế cho nên bốn đặc tính này vô cùng quan trọng. Và ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu một đặc tính, đó là Tông truyền. Đôi khi chúng ta đọc thường xuyên vào các ngày Chúa Nhật Kinh Tin Kính, nhưng mà chưa chắc chúng ta đã hiểu ý nghĩa của những điều mà chúng ta đọc. Thưa quý ông bà và anh chị em, vậy tông truyền là gì? Tông có nghĩa là tông đồ, truyền là truyền đạt lại, truyền đạt lại. Khi nói Giáo hội tông truyền là chúng ta nhấn mạnh tới tính cách liên tục của Giáo hội từ Thánh Phêrô và các tông đồ cho đến ngày hôm nay. Giáo hội của chúng ta có một sự liên tục trong cơ chế tổ chức và liên tục trong giáo thuyết đức tin. Nói điều đó để các bà và anh chị em thấy không phải là Giáo hội đến một cái thời văn minh 4.0, một thời hiện đại thì Giáo hội đổi những nền tảng căn bản của mình, không phải đâu. Bởi vì Kinh Tin Kính mà chúng ta đọc, tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha, phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Đó là kinh được gọi là Kinh Tin Kính của các tông đồ. Tức là từ thời các tông đồ đã tin như thế, và 20 thế kỷ sau, hôm nay chúng ta tại đất nước Việt Nam xa xôi so với Jerusalem, so với Roma, nhưng mà chúng ta cũng đọc Kinh Tin Kính ấy 2.000 năm nay không thay đổi. Vì thế cho nên chúng ta nói đến chữ tông truyền, trước hết là tông truyền về cơ cấu tổ chức. Thánh Phêrô là vị giáo hoàng đầu tiên, là người được chính Chúa Giêsu trao cho chìa khóa. Các con cầm buộc điều gì thì trên trời cầm buộc, các con cởi mở điều gì thì trên trời cởi mở. Con là đá trên đá này, Thầy xây giáo hội của Thầy. Thánh Phêrô là vị giáo hoàng đầu tiên, cho đến bây giờ là đến Đức Giáo hoàng Phanxicô, 264 vị giáo hoàng liên tục trong lịch sử giáo hội không bị ngắt quãng, mặc dù là có những giai đoạn trải qua chiến tranh tàn khốc, mặc dù có những lúc mà tòa thánh phải di cư sang Pháp ở thành phố Avignon, nhưng mà không vì thế mà tổ chức của giáo hội bị gián đoạn. Từ Thánh Phêrô cho đến Đức Giáo hoàng Phanxicô hôm nay, đó là một sự nối tiếp liên tục, và tính tông truyền nằm ở hiện tượng đó. Thưa quý ông bà và anh chị em, tông truyền là do các tông đồ truyền lại, từ các tông đồ truyền lại cho đến bây giờ. Vì thế mà các thế hệ nối tiếp nhau qua nghi thức đặt tay. Vị giáo hoàng đầu tiên là Phêrô đặt tay cho các tông đồ tiếp tục đặt tay để phong các giám mục là những người kế vị các tông đồ, và các giám mục tiếp tục đặt tay để truyền chức cho các linh mục. Giáo hội của chúng ta có một sự liên tục 2.000 năm nay. Đó là ý nghĩa thứ nhất của chữ tông truyền. Ý nghĩa thứ hai rất quan trọng, thưa quý ông bà và anh chị em, đó là giáo thuyết, giáo huấn Kitô giáo, hay là nền tảng về đức tin. 2.000 năm nay giáo hội vẫn tiếp tục suy tư về đức tin, đào sâu về đức tin để mà hiểu lời Chúa Giêsu và để trình bày chân lý đức tin. Nhưng không có nghĩa vì thế mà chân lý đức tin biến dạng, thay đổi hay là làm cho phù hợp với nền văn hóa. Đức tin của Thánh Phêrô cũng là đức tin của chúng ta. Đức Kitô tuyên xưng Đức Kitô, Thánh Phêrô tuyên xưng Đức Kitô, Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hàng sống. Hôm nay hơn 2.000 năm sau, tại ngôi nhà thờ này,
chúng ta cũng tuyên bố y như Thánh Phêrô, Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, không có cái gì thay đổi. Lâu lâu chúng ta thấy có vẻ như là một vài cái thay đổi về chữ nghĩa trong các lời kinh, hay là có bản dịch mới về sách lễ, hay là bản dịch mới về lời Chúa. Điều đó không có phải là thay đổi cái nguồn gốc căn bản của chân lý đức tin hay giáo huấn của Chúa Giêsu, mà chỉ là thay đổi về từ ngữ để trình bày phù hợp với xã hội đương thời. Ví dụ như một bản sách kinh hay là một lời kinh chúng ta đọc cách đây 8-90 năm rồi, chúng ta dùng những cái ngôn từ mà ngày nay không còn phù hợp nữa. Vì thế cho nên nếu điều chỉnh, tức là điều chỉnh những cái ngôn từ để phù hợp với thời đại của ngày hôm nay. Còn chân lý đức tin bất di bất dịch, không có gì thay đổi. Từ thời các thánh tông đồ đã tuyên xưng tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất, chúng ta hôm nay vẫn tuyên xưng như vậy. Đó là hai cái nét chính của ý nghĩa tông truyền, thưa quý ông bà và anh chị em. Và đây không phải là những gì lý thuyết, mà đây là những gì chúng ta thấy trong giáo hội của chúng ta. Ví dụ như là các vị giám mục, khi có một vị giám mục qua đời, hay là khi có một vị giám mục nghỉ hưu, thì tòa thánh phải sắp xếp để cái giáo phận này không bị trống ngôi. Và trong 1-2 tháng trống ngôi hay trong 1 năm trống ngôi thì phải có một vị giám mục khác để mà làm giám quản tông tòa, tức là người tạm thời coi trọng. Và các giáo xứ của chúng ta cũng vậy, trong mấy thập niên chúng ta có ít các linh mục lắm. Những năm 60 cho đến năm 90, thưa quý ông bà và anh chị em, trong địa phận của chúng ta một cha phải coi rất nhiều xứ, nhưng mà không có xứ nào là xứ lơ lửng, không có xứ nào là xứ trôi nổi, và bất kỳ một xứ nào thì phải thuộc về một linh mục. Có thể như mặc dù linh mục ấy coi rất nhiều xứ. Vì thế mà chúng ta thấy thể hiện tính tông truyền của giáo hội ngay nơi tổng giáo phận chúng ta và ngay nơi giáo xứ của chúng ta. Tính tông truyền này còn được thể hiện qua việc lễ nghi chuyển chức linh mục và qua việc quyết định bổ nhiệm hay là bài sai một linh mục về một giáo xứ, về một nhiệm sở. Cha xứ của chúng ta trước đây ở giáo xứ Bút Đông, nhưng mà kể từ ngày 26 tháng 9 thì người không còn quyền gì ở Bút Đông nữa, mặc dù vẫn mạnh khỏe như thường, mặc dù vẫn là con người đấy, mặc dù vẫn giỏi giang như thường, nhưng không còn quyền gì ở Bút Đông nữa, bởi vì cha xứ đã được quyết định bổ nhiệm đi một nhiệm sở khác. Thưa quý ông bà và anh chị em, đây là một điểm rất khác biệt với 1-2 tôn giáo khác mà chúng ta thấy. Có những vị mà làm được một cái cơ ngơi nào đó, nhưng bị kỷ luật, khi mà được đưa đi nơi khác, họ dứt khoát không đi đâu cả. Linh mục của chúng ta không bao giờ có như thế, bởi vì giáo hội của chúng ta là giáo hội tông truyền. Giáo hội của chúng ta là giáo hội tông truyền. Vì thế mà một linh mục nào giả đến đây là một linh mục giả lộ ngay, không cần phải điều tra gì cả, chỉ quan sát một lúc là biết linh mục giả. Bởi vì trong địa phận của chúng ta, mỗi linh mục đều dưới sự giám sát của bề trên địa phận. Và tất cả các linh mục trên thế giới này, không có linh mục nào mà được truyền chức linh mục một cách lơ lửng, không bờ bến, phải thuộc về một giáo phận nào, hoặc là một hội dòng nào, hoặc là một tu đoàn nào, chứ không có một linh mục nào mà chẳng rễ trong cuộc sống lang thang. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, giáo hội của chúng ta vững mạnh bởi vì có đặc tính tông truyền. Đương nhiên cả 4 đặc tính đều rất quan trọng. Như tôi nói, thiếu một đặc tính là không còn được gọi là giáo hội công giáo nữa. 4 đặc tính đó là duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền. Chúng ta đang suy tư cái khía cạnh, cái tính chất thứ 4 của giáo hội, đó là tông truyền. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta đón nhận cha xứ mới về là tiếp nối các vị đạt anh đã đi trước trong mọi thế hệ. Nơi đây là nơi đã in đậm dấu ấn truyền giáo của Thánh Teophan Vena, mà chúng ta gọi là cha Thánh Ven.
Nơi đây là nơi được sự quan tâm ưu ái của Đức Cha Rơ To, mà chúng ta gọi là Đức Cha Liêu. Theo như là truyền thống cho biết thì chính Ngài đã lập giáo họ giáo xứ Cổ Liêu. Nơi đây là nơi mà có Đức Cha Đông, Jean Trôt, Pierre Jean Trôt là người Pháp, đã ưu ái quan tâm để xây dựng tiểu chủng viện Hoàng Nguyên. Nơi đây là nơi có rất nhiều các linh mục đã thay nhau, nối tiếp nhau ở mọi thế hệ để cùng xây dựng cơ sở vật chất và đời sống thiêng liêng của quý ông bà và anh chị em. Cho nên một cha về đây là nối tiếp cái mắt xích hiệp thông từ khi tin mừng được loan báo trên mảnh đất thân thương này. Ý nghĩa của chữ tông truyền là như thế. Và không có bà được nhận đức tin không phải là do cha Mạnh hay là đức tin do cha Lâm. Không phải, đây là đức tin đến từ Chúa và truyền tải với chúng ta qua giáo hội. Và khi chúng ta nói đến chữ tông truyền, thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta phải cảm nhận chúng ta có bổn phận đối với tương lai. Bởi vì chúng ta đã lãnh nhận di sản đức tin từ các thế hệ đi trước. Bây giờ chúng ta phải có trách nhiệm truyền tải đức tin cho các thế hệ sẽ đến sau. Vì thế cho nên các linh mục, các tu sĩ và kể cả anh chị em tín hữu được mời gọi ý thức sứ mạng truyền giáo là lệnh truyền của Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Anh em hãy đi khắp muôn dân, khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cứu độ, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mỗi người chúng ta đều được Chúa sai vào lòng cuộc đời để sống ý nghĩa hai chữ tông truyền trong giáo hội và làm nên cái khái niệm tông truyền ấy một cách cụ thể trong gia đình mình, trong làng xóm của mình, trong giáo xứ của mình, trong môi trường xã hội mình đang sống. Thưa quý ông bà và anh chị em, đây là một điều quan trọng mà ít khi chúng ta nghĩ tới. Có những giai đoạn mà chúng ta nghĩ là tôi là người giáo dân, tôi đi nhà thờ cha xứ bảo sao thì tôi làm vậy là được rồi. Không phải. Người giáo dân cũng được trao ban ba chức năng ngôn sứ, tư tế và vương đế để cộng tác với giáo hội loan truyền tin mừng của Đức Giêsu. Thưa quý ông bà và anh chị em, đây là một sứ mạng mà chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta suy tư đến tính chất của giáo hội là tông truyền. Tông truyền là từ các tông đồ truyền lại cho chúng ta nối liền, không bị ngắt quãng, mặc dù trải qua biết bao nhiêu phong ba, báo táp của thời gian, mặc dù có nhiều gương xấu trong chính lòng, trong lòng giáo hội, mặc dù có nhiều đối phương rất mạnh mẽ, không ngừng ngăn cản và cấm phá những cố gắng truyền giáo của giáo hội. Giáo hội của chúng ta là giáo hội tông truyền khi chúng ta đang làm những công việc để loan báo tin mừng của Đức Giêsu là chúng ta được gọi là tông đồ. Những việc làm để giúp cho người khác biết Chúa Giêsu gọi là việc tông đồ. Chúng ta thấy như là đi làm bác ái cũng là việc tông đồ. Đi khuyên Legio hoạt động, khuyên một người nào bỏ Chúa lâu năm bây giờ trở lại sốt sáng đọc kinh cầu nguyện là việc tông đồ. Các sơ chăm sóc cho các em khuyết tật với tình thương của Chúa và dựa trên lời giáo huấn của Chúa, đó là việc tông đồ. Các sơ đi dạy giáo lý cho các em nhỏ để các em biết Chúa, đó là việc tông đồ. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần phải ý thức tông truyền trong giáo hội vừa là cơ chế tổ chức, vừa là giáo thuyết Kitô giáo được truyền tải đến cho chúng ta, và chúng ta có bổn phận phải truyền tải đến cho các thế hệ tương lai. Hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho cha xứ mới. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những năm gần đây việc truyền các linh mục đã trở thành hết sức bình thường. Cha xứ của chúng ta được bổ nhiệm đến một nhiệm sở khác, cha xứ cựu, và cha xứ tân hôm nay đến đây nhận giáo xứ Hoàng Nguyên và giáo xứ Cổ Liêu trong tâm tình tạ ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho cha xứ về đây để giúp cho chúng ta trong đức tin. Thưa quý ông bà và anh chị em, nhìn theo cái nhìn đức tin công giáo thì quyền năng, quyền lực ở ngoài đời người ta coi trọng lắm. Nhưng mà quyền lực trong công giáo, trong tôn giáo chúng ta, trong công giáo chúng ta, quyền lực để phục vụ. Tất cả mọi quyền lực thì đều nhằm tới phục vụ. Đây cũng là một điểm khác biệt giữa quan niệm của chúng ta với những quan niệm
của thế gian. Người ta có quyền lực thì người ta lạm dụng để cho gia đình người ta giàu sang phú quý, dòng họ của người ta được lợi và làng xóm của người ta được lợi. Nhưng mà trong cái nhìn đức tin thì quyền lực nào cũng chỉ nhằm đến để phục vụ. Vì thế chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho cha xứ sự khôn ngoan để làm việc tông đồ nơi đây. Đây là nơi có Đại Chủng Viện, một giáo xứ quan trọng về truyền thống lâu đời. Đại Chủng Viện là nơi đào tạo các linh mục tương lai. Giáo xứ này là một giáo xứ đã ghi dấu ấn của các vị thừa sai và các đấng bậc. Xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ của chúng ta luôn được hợp nhất, bình an và phát triển dưới sự hướng dẫn của cha xứ. Amen. Giờ đây, cha tân chính xứ sẽ lặp lại lời tuyên hứa khi chịu chức linh mục. Cha Giuse thân mến, trước mặt giáo dân được trao phó cho cha chăm sóc, cha hãy lặp lại sự quyết định mà cha đã tuyên bố ngày cha chịu chức. Cha có muốn luôn luôn chu toàn nhiệm vụ của cha như cộng tác viên trung chính của hàng giám mục trong việc chăn dắt đàn Thiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không? Thưa con muốn. Cha có muốn sốt sắng và trung thành cử hành các mầu nhiệm Đức Kitô để gọi khen Thiên Chúa và thánh hóa giáo dân theo truyền thống hội thánh không? Thưa con muốn. Cha có muốn tỏ ra xứng đáng và khôn ngoan chu toàn nhiệm vụ lời Chúa trong việc rao giảng phúc âm và trình bày đức tin công giáo không? Thưa con muốn. Cha có muốn cùng với chúng tôi không ngừng dựa vào lệnh Chúa truyền phải cầu nguyện mà nài xin lòng thương xót Chúa cho toàn dân đã được trao phó cho cha không? Thưa con muốn. Cha có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô Thượng Tế, đấng đã tự hiến mình cho Đức Chúa Cha làm của lễ tinh tuyển vì chúng ta, và có muốn cùng với người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không? Thưa nhờ ơn Chúa giúp, con muốn. Cha có hứa tôn kính và vâng phục tôi cùng các đấng kế vị tôi không? Thưa con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi cha. Giờ đây, Đức Tổng Giám Mục trao ghế chủ sự cho cha chính xứ. Mời cha ngồi vào ghế chủ sự. Từ hôm nay, cha sẽ là vị chủ tọa chính thức của giáo xứ, trước hết là trong các nghi thức phục vụ, nhưng mà còn trong cái bổn phận quản trị của giáo xứ. Xin Chúa cho cha được ơn khôn ngoan để liên kết mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ này thành một giáo hội luôn luôn hiệp nhất và bình an. Trao giếng rửa tội. Tiếp đến, Đức Tổng Giám Mục trao giếng rửa tội cho cha tân chính xứ. Giếng rửa tội là nơi giáo hội đón nhận và sinh thêm nhiều con cái. Xin cha quan tâm đến các gia đình và việc huấn giáo để các tín hữu ngày càng lớn mạnh trong đức tin, được tháp nhập vào hội thánh nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà làm chứng cho Chúa Kitô trong thế giới hôm nay. Trao giếng rửa tội. Tiếp đến, Đức Tổng Giám Mục trao tòa giải tội. Tiếp theo, Đức Tổng Giám Mục trao tòa giải tội cho cha tân chính xứ. Cha ngồi vào tòa giải tội. Là thác viên của lòng Chúa thương xót, xin cha luôn mở lòng sẵn sàng đón tiếp các hối nhân chạy đến tòa giải tội, cho người tín hữu tìm được sự thông cảm, khuyên nhủ và an ủi, cho họ cảm thấy họ được Chúa yêu thương và cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa thương xót bên cạnh sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Trao dây chuông. Tiếp theo, Đức Tổng Giám Mục trao dây chuông cho ta, cho cha tân chính xứ.
Xin cha hãy kéo lên tiếng chuông kêu mời các tín hữu quy tụ để lắng nghe lời Chúa, lãnh nhận các bí tích và cùng chia sẻ các sinh hoạt của cộng đoàn trong đời sống thường ngày. Mở cửa nhà tạm. Giờ đây, Đức Tổng Giám Mục sẽ mời cha Tân Chính Sứ mở cửa nhà tạm và xông hương mình Thánh Chúa. Linh mục là con người cầu nguyện và bí tích thánh thể là nguồn mạch và chót đỉnh đời sống và sứ vụ của hội thánh. Xin cha mở cửa nhà tạm để cùng với dân Chúa thờ lạy Chúa Giêsu hiện diện đầy yêu thương, luôn mời gọi các tín hữu đến đón nhận niềm vui và ân sủng của Đấng đã yêu thương các môn đệ cho đến cùng và đã trao ban chính mình làm lương thực mang lại sự sống. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn luôn yêu thương dân người và ban cho họ các vị mục tử để dẫn dắt họ theo đường lối Chúa. Trong tâm tình khiêm tốn nài xin, chúng ta dâng lên Chúa các ý nguyện của chúng ta. Cho hội thánh hiền thê của Đức Kitô luôn có những vị mục tử như lòng Chúa mong muốn, để hội thánh được xây dựng và phát triển trong sự hiệp nhất. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương đến Đức Thánh Cha Francisco và Đức Tổng Giuse, Tổng Giám mục giáo phận chúng ta, xin người thương che chở và ban cho các ngài muôn hồng ân để các ngài hướng dẫn đoàn chiên được Chúa trao phó. Chúng ta hãy cầu nguyện. Cầu xin Chúa cho giáo xứ chúng ta hôm nay hân hoan đón nhận cha xứ mới. Xin Chúa liên kết cộng đoàn chúng ta trong tình yêu và sự hiệp nhất của những người con cái Chúa.
chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cách đặc biệt cho cha Giuse, cha xứ mới của chúng ta. Xin Chúa thương gìn giữ và ban cho Ngài muôn phúc lộc để Ngài chu toàn trách nhiệm mục tử mà Chúa trao phó trong cộng đoàn chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, xin đoái thương nhận lời chúng con khẩn cầu và ban cho chúng con lãnh nhận các ân huệ mà chúng con tin tưởng nài van. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa nhân từ xưa kia để cứu độ trần gian tội lỗi, Chúa đã chấp nhận lễ tế của Đức Kitô khi người đổ máu đào để tôn vinh Chúa. Hôm nay Hội Thánh cũng đang dâng tiến Chúa chính lễ tế này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Với lòng yêu mến thiết tha, chúng con ca ngợi người chịu chết. Với đức tin sống động, chúng con tuyên xưng người sống lại. Với niềm cậy trông vững vàng, chúng con trông đợi người đến trong vinh quang. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng... sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô,
Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúa quan này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta ra nguyện rằng: chúng con nguyện dành Cha cả sáng, nước Cha truy đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Trên Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Thank you.
Lời cầu nguyện. Lạy Chúa, lương thực Chúa vừa ban cho chúng con cũng chính là lương thực Chúa sẽ ban trong nước Chúa ngày sau. Xin cho thần lương này vừa nuôi dưỡng lòng tin của hội thánh, vừa lôi kéo thêm nhiều người đến cùng Đức Kitô là sự thật, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Con xin kính mời Đức Tổng, quý cha và cộng đoàn an tọa. Giờ đây, con xin giới thiệu một vị đại diện cộng đoàn giáo xứ có những tâm tình dâng lên Đức Tổng, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Con xin trân trọng kính mời ông. Trọng kính Đức Tổng Giuse, kính thưa cha quản hạt, kính thưa cha giám đốc Đại chủng viện Hà Nội, kính thưa quý cha đồng tế, quý tu sĩ Lam Lữ, quý cố, quý ân nhân thân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Hôm nay là ngày hồng phúc mà Thiên Chúa ban xuống cho giáo xứ chúng con được Đức Tổng yêu thương bổ nhiệm cha tân chính sứ Giuse Mai Xuân Lâm về coi sóc giáo xứ chúng con, để chúng con được ngày một thăng tiến trong đời sống đức tin và tình yêu của Thiên Chúa. Trước hết, con xin thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chúng con xin hết lòng tri ân Đức Tổng đã yêu thương trao ban cha tân chính sứ Giuse về để cùng đồng hành dẫn dắt giáo xứ chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Đức Tổng sức khỏe tràn đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để Đức Tổng chèo lái con thuyền đức tin của giáo phận ngày càng tươi mới hơn. Chúng con xin cảm ơn quý cha đồng tế vì tình liên đới với cha tân chính sứ và yêu thương giáo xứ chúng con mà quý cha đã về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha tân chính sứ và giáo xứ. Chúng con xin cảm ơn quý tu sĩ, quý cố, quý ân nhân thân nhân, quý khách và cộng đoàn dân Chúa cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng phúc lớn lao này. Giờ đây, con xin phép có đôi lời với cha tân chính sứ. Kính thưa cha, sau khi cha được Đức Tổng trao ban về giáo xứ chúng con, cha đã vui vẻ đón nhận thánh ý Chúa và vâng phục bề trên, sẵn sàng chăn dắt đoàn chiên chúng con với tư cách là vị mục tử. Và hôm nay, trong vai trò là chủ chăn mới, chúng con hy vọng và tin tưởng với tình yêu và lòng nhiệt huyết, Chúa đã trao phó cho cha giáo xứ chúng con sẽ ngày càng thăng tiến về đời sống đức tin, đức cậy, đức mến. Chúng con xin hứa sẽ phục vụ cha trong mọi lĩnh vực. Giờ đây, con không biết nói gì hơn. Con xin kính chúc Đức Tổng, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý cố, quý ân nhân thân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa sức khỏe, bình an, dồi dào ơn Chúa. Để tỏ lòng thành kính và biết ơn, chúng con xin có bó hoa tươi thắm kính dâng lên Đức Tổng và cha tân chính sứ. Xin Đức Tổng và cha thương đón nhận.
giờ đây, con xin giới thiệu cha Tân Chính Xứ Giuse có lời cảm ơn Đức Tổng, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Trọng kính Đức Tổng Giám mục Giuse, kính thưa quý cha quản hạt, quý cha, quý thầy phó tế, quý nam nữ và toàn thể cộng đoàn. Ông chánh trương đại diện cho giáo xứ cũng đã có lời cảm ơn Đức Tổng, quý cha và cộng đoàn. Nhưng riêng về quý cá nhân con thì con cũng có mấy lời để nói lên tâm tình biết ơn. Trọng kính Đức Tổng, kính thưa cha quản hạt, cha phó giám đốc đại chủng viện, quý cha, quý thầy phó tế và toàn thể cộng đoàn. Hôm nay con được Đức Tổng giám mục, quý cha quản hạt, quý cha đưa con về nhận giáo xứ và dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho giáo hội cách riêng cho bản thân con. Con hợp ý với bài ca hiệp lễ mà ca đoàn vừa hát lên. Con biết lấy gì mà tạ ơn Chúa? Chắc rằng con sẽ tạ ơn Chúa bằng suốt cả đời con. Con xin được nói lên tâm tình biết ơn Đức Tổng Giám mục. Trong thời gian qua, Đức Tổng Giám mục, quý Đức Cha luôn quan tâm, chỉ dạy và đã tin tưởng trao phó cho con sứ vụ là cha xứ để con cộng tác với Đức Tổng trong việc giảng dạy thánh hóa, quản trị tại các giáo xứ. Nay con lại được đón nhận bài sai đến với giáo xứ Hoàng Nguyên và Cổ Liêu này. Con xin vâng lời và cảm ơn Đức Tổng Giám mục rất nhiều. Và con xin phó thác tất cả cho tình thương quan phòng của Thiên Chúa qua sự bảo trợ của Mẹ Maria và các thánh. Con xin tri ân quý cha quản hạt, quý cha trong ban giám đốc đại chủng viện. Quý cha đã mặc dù bận rộn công việc mục vụ, nhưng quý cha đã vì tình thương, yêu thương con và giáo xứ, đã dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho con trong sứ vụ mới. Con xin hết lòng cảm tạ và biết ơn. Lời cảm ơn đặc biệt con muốn gửi tới quý đấng bậc, quý cha xứ tiền nhiệm, đặc biệt là cha Phaolô Phạm Văn Mạnh và trước nữa là cha Giuse Đào Bá Thuyết. Quý cha đã dày công vun trồng và xây dựng giáo xứ Hoàng Nguyên và Cổ Liêu thân yêu này về mọi mặt để hôm nay con được kế thừa. Con xin hết lòng cảm tạ và biết ơn và xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho các ngài. Con xin cảm ơn quý thầy, quý sơ đã về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho con trong ngày mang đầy ý nghĩa của đời linh mục của con. Nhân dịp này, con cũng xin được nói lời cảm ơn tới bố mẹ, gia đình, hội đồng mục vụ và giáo xứ quê hương. Quý cha, quý cố cũng như bạn bè xa gần đã luôn đồng hành với con trong tác vụ linh mục bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh, quan tâm, động viên và những khích lệ nữa. Xin cảm ơn quý sơ, quý hội đồng mục vụ và mọi người trong giáo xứ, các giáo xứ chúng con đã phục vụ, nhất là giáo xứ Bút Đông và Vạn Hương, mà tôi đã có cơ hội thực thi sứ vụ của mình trong những tháng ngày qua. Xin quý vị đã nhiệt tình cộng tác và giúp đỡ. Quả thật, 5 năm 10 tháng qua là những ngày tháng của ân phúc. Hôm nay, quý sơ, quý hội đồng mục vụ và mọi người trong các giáo xứ lại tiễn tôi về Hoàng Nguyên và cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho tôi trong sứ vụ mới. Xin cảm ơn vì tất cả. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ quê hương Hoàng Nguyên và Cổ Liêu,
quý cố, quý hội đồng mục vụ và quý ông bà, anh chị em nơi hai giáo xứ Hoàng Nguyên và Cổ Liêu. Hoàng Nguyên, nơi in dấu một thời của Tiểu Chủng Viện và ngày nay lại là hai phân khoa của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Cổ Liêu, nơi ghi dấu tích của Đức cha Pierre-André Retolio, cha Cô Liêu, người đã khai sinh ra giáo xứ, luôn làm cho con cảm thấy ngưỡng mộ. Xem quả thì biết cây, cây tốt sinh ra những trái tốt. Hôm nay, con được bề trên sai con về với Hoàng Nguyên và Cổ Liêu để thi hành sứ vụ. Con thấy lòng bình an vì con sẽ có cơ hội để được ở trong một môi trường đạo đức tốt lành, để cùng làm mọi việc cho sáng danh Chúa, để mở mang nước Chúa. Kính xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đồng mục vụ và cộng đoàn hai giáo xứ cầu nguyện, cộng tác và giúp đỡ con. Một lần nữa, con xin hết lòng cảm ơn Đức Tổng Giám mục, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn. Tôi xin cảm ơn bài phát biểu của ông Chánh, của cha xứ mới. Về Hoàng Nguyên lần này, tôi ngồi tôi nghĩ cái gì cũng mới. Nhà mục vụ mới, nhà xứ mới, cha xứ mới, ông Chánh mới và chủng viện mới nữa. Cho nên chúng ta hy vọng tất cả những cái điều mới mẻ ấy là những tín hiệu vui để mở ra cho chúng ta một cái tương lai, một cái tương lai tốt lành, vừa cho đời sống đức tin mà vừa cho tình hiệp nhất của giáo xứ chúng ta. Cha giữ cha tân chính xứ thân mến, tôi cảm ơn cha đã lo liệu được rất nhiều công việc ở giáo xứ cũ là giáo xứ Bút Đông, nhất là công trình nhà giáo lý còn đang dang dở. Tôi tin là về với Hoàng Nguyên, cha cũng sẽ thành công như cha đã thành công ở Bút Đông và các giáo xứ trước đó, như là giáo xứ Sở Kiện. Về Hoàng Nguyên thì còn nhiều việc dang dở, mà đời linh mục của chúng ta thì bao giờ cũng dang dở, chẳng bao giờ trọn vẹn. Chỉ khi nào mà giống Chúa Giêsu trên thánh giá, mọi sự đã hoàn tất thì mới xong, chứ còn sống ngày nào thì còn là dang dở. Nhưng mà cha yên tâm, không phải là vô lý mà tôi nói ở đầu lễ, là nơi đây có sự quan tâm của chính quyền xã Chi Thủy và huyện Phú Xuyên. Tôi nói nhỏ với cha thôi, là đây có ông Quyết, cựu chủ tịch của Chi Thủy ấy, bây giờ là chủ tịch Quang Lãng. Ông ấy còn nợ tôi nhiều lắm. Cha cứ nói với ông ấy rồi ông ấy sẽ giúp cho mọi việc. Thì có hai cái việc chưa làm. Một là việc đưa nhà khuyết tật ra bên ngoài. Nhà khuyết tật ở bên ngoài không phải là cơ sở tôn giáo, không phải là công trình tôn giáo, mà là cơ sở từ thiện. Chính quyền các cấp cũng đã đồng ý để cấp cái đất ấy cho cơ sở từ thiện. Tôi mong một ngày gần đây, nhà khuyết tật sẽ được đưa ra bên ngoài để trả lại cho chủng viện đúng cái môi trường đào tạo đối với một chủng viện. Việc thứ hai, tôi cũng thưa với quý ông bà, quý cha ở đây, với quý ông bà, anh chị em. Hội đồng giám mục Việt Nam đã làm đơn xin với thành phố Hà Nội, và tôi với tư cách là Tổng giám mục Hà Nội cũng làm đơn xin với thành phố Hà Nội để cấp đất làm học viện công giáo của Hội đồng giám mục và trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận. Sau một thời gian dài nghiên cứu, tìm hiểu, thì các vị ấy đã quyết định là sẽ cấp đất cho Hội đồng giám mục và cho Tổng giáo phận ở Hoàng Nguyên này. Ngày 13 tháng 6 đúng là lễ Thánh An Tôn, có một cuộc họp ở huyện Phú Xuyên, có đại diện của Ủy ban Nhân dân thành phố, có vị đại diện của Sở Tài nguyên Môi trường, có đại diện của Tòa giám mục, có đại diện của chính quyền và các ban ngành huyện Phú Xuyên và xã Chi Thủy. Nhà nước đã đồng ý cấp cho Hội đồng giám mục và Tổng giáo phận 10 hectare đất trên cái địa bàn ở xã của chúng ta. Công các bà hỏi học viện là cái gì? Học viện là một cơ sở đào tạo của Hội đồng giám mục tương đương với trường đại học. Học viện là cơ sở đào tạo của Hội đồng giám mục tương đương với trường đại học.
Nhưng mà trường đại học này chỉ đào tạo thuần túy về đức tin thôi. Có thể là học tiếng Anh, tiếng Pháp, ngoại ngữ, nhưng mà cái chính là học về thần học và thánh kinh. Học viện thần học là nơi mà đào tạo các linh mục sau khi đã được chịu chức linh mục rồi, nhưng mà muốn học cao hơn, học giỏi hơn, có bằng cấp để sau này làm những công việc quan trọng trong giáo hội hay là giảng dạy ở các chủng viện. Học viện cần nhiều đất thế bởi vì cần phải có cái nơi nội trú để cho các giảng viên, các giáo sư và các học viên ở đó. Tôi mơ có một ngày không xa, tại đây sẽ có một học viện, nơi đó có hàng trăm, hàng vài trăm học viên đến đây. Đó là các tu sĩ, các linh mục đến đây để học, người trong nước, người nước ngoài, có những giáo sư người Việt Nam và người ở các đại học nổi tiếng trên thế giới sẽ về đây. Giấc mơ ấy có thể là hơi xa một chút, nhưng mà sẽ thành hiện thực. Vừa qua đi họp Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi đã thông báo với các đức cha. Trong hội nghị các ngài rất phấn khởi. Các ngài nói với tôi là vậy thì Đức Tổng phải về làm tiếp tục đơn đi, để người ta, nhà nước hướng dẫn xem làm thủ tục nào để mà cấp. Thì tôi đã làm đơn cách đây mấy ngày, tôi gửi cho các cơ quan của thành phố Hà Nội, và chúng ta cầu nguyện để cho việc này được thực hiện. Xin thưa lại, học viện là của Hội đồng Giám mục chứ không phải là của địa phận. Nếu trong đó có một phần của địa phận là làm trung tâm mục vụ, còn học viện là nơi cơ sở đào tạo của Hội đồng Giám mục và tương đương với Đại học Công giáo, tương đương với Đại học Công giáo. Những ai học ở đó thì được cấp bằng. Đương nhiên không phải là 5 năm nữa, 3 năm nữa, nhưng mà chúng ta hướng về một cái tương lai 10, 15 năm sau. Nhưng mà phải đặt nền cho hiện tại, đặt nền trong hiện tại này thì mới có được cái tương lai. Tôi nói điều ấy để cha xứ, cha tân chính xứ cũng nắm được, và các ông các bà với có cái ông chủ tịch ở cuối nhà thờ kia cũng nắm được như thế, để mà can thiệp giúp cho chúng tôi. Nhà nước đã ký biên bản giấy trắng vực đen rõ ràng ngày 13 tháng 6 là cấp 10 hecta đất cho Hội đồng Giám mục và cho Tổng Giáo phận Hà Nội. Tôi cũng xin công các bà cầu nguyện để cho những gì mà chúng ta đang mong muốn thì được thực hiện. Nếu mà học viện công giáo được xây dựng trên mảnh đất tri thủy của chúng ta thì đó là một hồng ân vô cùng lớn lao, bởi vì đây là đất thiêng. Đất thiêng cho nên Đức Cha Đông đã về đây nghiên cứu và đã đặt tiểu chủng viện ở đây. Đây cũng là đất thiêng cho nên các nhà truyền giáo đã tìm đến nơi này và coi như là một nơi trú ẩn an toàn trong cơn bách hại. Và tôi tin rằng Hoàng Nguyên, Hoàng có thể cắt nghĩa là màu vàng nhưng cũng có thể là vàng, Nguyên là dòng suối. Tôi tin là Hoàng Nguyên sẽ là dòng suối vàng. Tôi không có ý nói về vật chất vàng bạc đâu, mà đó là vàng ân sủng. Đó sẽ là dòng suối của ân sủng mà Chúa ban cho mảnh đất của chúng ta. Vì thế cho nên những người giáo dân của Hoàng Nguyên phải tự hào, đi lại phải tự tin hơn trước, tự hào bởi vì giáo xứ của mình có truyền thống tuyệt vời như thế. Nhân đây tôi cũng cảm ơn công các bà về lòng quảng đại của cha xứ cựu, và tôi tin là cũng là của cha xứ tân và của Hội đồng mục vụ giáo xứ của công các bà đối với các cha các thầy bên chủng viện. Các đấng rất hài lòng vì cái sự quý mến bao bọc của công các bà, các giáo xứ xung quanh đây, không riêng gì Hoàng Nguyên mà các giáo xứ xung quanh đây. Hôm nay tôi có lời cảm ơn và xin tiếp tục cầu nguyện nâng đỡ chúng tôi, vì chúng tôi đào tạo các linh mục để phục vụ giáo hội, tức là phục vụ công các bà. Đào tạo linh mục để cho tương lai của giáo hội, tức là tương lai của chúng ta. Tôi cảm ơn Hội đồng mục vụ giáo xứ cùng với cha tân chính xứ đã tổ chức chuẩn bị thánh lễ hôm nay rất sốt sáng, có đông đảo sự hiện diện, kể của các em thiếu nhi thánh thể nữa, hay là công các bà, các bạn trẻ, ca đoàn, các hội đoàn, rất là tốt lành và sốt sáng. Tôi xin kính chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ân sủng mà Chúa ban cho chúng ta. Xin hết lòng cảm ơn. Xin mời cộng đoàn đứng. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
con bão tin mừng. Cùng mẹ ra khơi con đi muôn nơi sáng reo bình an. Lòng tràn tin yêu hy vọng, dạt dào yêu thương muôn cùng. Bố mẹ vương tâm tay trèo. Cùng mẹ ra khơi con đi muôn nơi nhân chứng được trời. Ra khơi con đi muôn nơi sống cho tình yêu. Ra người danh cha trên trời, hòa bình dưới thế cho người.